Dạ, xin trân trọng gửi lời chào đến mục sư Trương Tuấn ạ. Dạ, xin trân trọng kính mời mục sư sẽ có lời Chúa ban phát cho chúng ta cùng học không thì giờ này ạ. Trân trọng kính mời mục sư ạ. Dạ, một lần nữa thì tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý bà chị em, quý con cái Chúa chúng ta đang theo dõi chương trình học lời Chúa buổi tối nay trong tình thương Đức Chúa Jesus chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong một tuần lễ thương khó phục sinh để chúng ta có cơ hội để chúng ta chiêm nghiệm tình yêu của Chúa dành cho mỗi đời sống của chúng ta qua sự chết của Chúa Jesus Christ, mà tôi và chúng ta được tha thứ tội lỗi, tôi và chúng ta được có một hy vọng sống ở trong ơn của Ngài, tôi và chúng ta có được một cái cơ hội để chúng ta được thay đổi cuộc đời của chúng ta từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của Satan mà đến với Đức Chúa Trời, và từ một tội nhân chúng ta được trở thành một thánh nhân công chính ở trước mặt Chúa. Buổi tối nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một sứ điệp có tựa đề là vác thập tự theo Chúa. Lời của Chúa trong sách Luca đoạn 23 câu 27 cho đến 28 ghi chép rằng có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giêsu và có mấy người đàn bà đóng ngực khóc về Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu xoay mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Thưa quý mài chị em, cứ mỗi khi mà chúng ta đến dịp lễ thương khó thì hầu hết tất cả mọi nhà thờ và những giáo hội chính thống giáo chúng ta đều tổ chức buổi lễ thương khó, và có những hội thánh thì chúng ta cũng diễn lại cái hoạt cảnh Chúa Giêsu Ngài chịu thập tự giá và Ngài bị đóng đinh, Ngài chịu thương khó vì tội lỗi của chúng ta, nhìn rất là xúc động và rất là đụng chạm ở trong tâm linh của chúng ta. Và có nhiều người đã đổ nước mắt bởi vì cớ họ nhìn thấy cái chết của Chúa Jesus Christ thật là đau đớn và đầy sự nhục nhã như vậy. Nhưng mà quý ông bà chị em ơi, lời của Chúa nói với chúng ta rằng là cái chết của Chúa Jesus Christ không phải là một cái chết vĩnh biệt. Ngài không phải chết luôn ở trong đó, nhưng mà sau 3 ngày thì Ngài đã sống lại. Và Chúa Jesus Ngài mong muốn rằng là chúng ta là người theo Chúa, chúng ta nhìn vào cái sự chết và thương khó của Chúa như vậy đó quý mài chị em, thì chúng ta cần phải khóc và đổ nước mắt cho chính mình, chứ không phải chỉ đổ nước mắt và khóc cho Chúa mà thôi. Cũng giống như lời mà Chúa Giêsu Ngài nói với những người đàn bà khi mà thấy Chúa Giêsu vác thập tự giá đi lên đồi Gô-tha và đau đớn như vậy đó, thì Chúa Giêsu nói rằng là hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, nhưng mà hãy khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Và chúng ta thấy rằng là trong mùa thương khó, cái điều mà Chúa Ngài mong muốn đó chính là chúng ta cần được Chúa thay đổi, chứ không phải là Chúa Ngài thay đổi hoặc là chúng ta chỉ đổ nước mắt trong dịp thương khó mà thôi để cho thỏa cái cảm xúc của chúng ta. Nhưng mà Chúa Ngài mong muốn cho tôi và chúng ta, mỗi người là người theo Chúa, chúng ta cũng cần kinh nghiệm một sự biến đổi ở trong sự thương khó của Chúa. Cái bài học đầu tiên mà mỗi một cơ đốc nhân chúng ta cần phải học khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ, sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ, đó là chúng ta cần phải chịu đóng đinh và chết đi bản ngã xác thịt tội lỗi của chúng ta để có thể bước đi theo Chúa một cách trung tín cho đến cuối cùng. Ở trong Roma đoạn 6 từ câu 4 cho đến câu thứ 7, lời của Chúa chép thế này: Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ cái chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ cái chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Thưa quý mài chị em, ở đây Kinh Thánh nói rõ với chúng ta rằng là chúng ta là người tin Chúa, là người theo Chúa, thì chúng ta cũng phải làm một với Chúa ở trong sự chết giống như sự chết của Ngài. Điều này có nghĩa rằng là tôi và chúng ta phải chịu chết ở trong phần xác của chúng ta phải chịu đóng đinh giống y như một cách mà Chúa Giêsu đã từng chịu cách đây 2000 năm về trước. Nhưng mà sứ đồ Phaolô đang nói về cái chết ở trong cái bản ngã xác thịt của chúng ta, mà mỗi một cái đốc nhân là người theo Chúa chúng ta phải chịu một cái chết đau đớn giống như Chúa Giêsu đã phải chịu.
Phaolô ông đã chép thế này ở trong Roma đoạn 7 câu 21 như thế này: vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Câu số 22: vì theo người bề trong tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Lời của Chúa nói với chúng ta rằng là có một cái luật mà nó đã trói buộc đời sống của con người chúng ta và ngay cả sứ đồ Phaolô. Đó là tôi muốn làm điều lành nhưng mà điều dữ nó cứ dính dấp theo. Có phải rằng là tôi và chúng ta là người tin theo Chúa, chúng ta không bị cám dỗ với tội lỗi không? Không, chúng ta vẫn bị cám dỗ đúng không ạ? Chúng ta vẫn có những cái ước muốn nó nghịch lại với Thánh Linh của Chúa. Và Phaolô cũng vậy, ông thấy rằng là con người bề trong tâm linh của ông á, thì ông vẫn muốn làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời để cho đẹp lòng Ngài. Nhưng mà trong xác thịt của ông thì lại có một cái luật khác, nó giao chiến với luật ở trong tâm trí, bắt ông phải có xu hướng theo luật của tội lỗi. Và chúng ta cần phải chết đi ở trong cái điều này, thưa quý bà cha. Chúng ta cần phải để cho Thánh Linh của Chúa Ngài làm chết đi cái tôi và những cái ham muốn xấu xa tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Ở trong mùa thương khó này, điều mà chúng ta có thể làm đó chính là chúng ta ăn năn tội lỗi của chúng ta và xin Chúa Ngài cho chúng ta cũng chịu đóng đinh ở trong bản ngã của chúng ta. Có những cái sự ham muốn xấu xa, có những sự tham lam, có những sự tổn thương cay đắng nào đó, có những sự thù hận hoặc là những sự giết người và những cái sự tranh cạnh và đố kỵ trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa Ngài thương xót và Ngài cho mỗi người chúng ta là người theo Chúa, chúng ta cũng chết đi những cái điều đó để hầu chúng ta có thể đi theo Chúa Giêsu Christ một cách trung tín cho đến cuối cùng mà không bỏ cuộc. Matthew đoạn 16 câu 24, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ rằng: nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Câu hỏi đặt ra đó là nếu một người muốn theo Chúa vác thập tự giá mình mà theo Chúa, vậy thì người đó sẽ vác thập tự giá đi đâu? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ thấy rằng là Chúa Giêsu Ngài vác thập tự giá không phải là để đi vòng vòng chung quanh Jerusalem để mà diễu hành, nhưng mà Ngài đã vác thập tự giá để mà đi lên đồ gỗ tha chết thay cho tội lỗi của người chúng ta. Vậy thì là một cái đốc nhân, chúng ta vác thập tự giá theo Chúa tức là chúng ta cũng đang trên con đường đi đến Golgotha để mà chết đi cái tội lỗi ở trong xác thịt của chúng ta. Và mỗi một cái đốc nhân là môn đồ của Chúa, chúng ta cần phải có sự liêu mình để vác thập tự giá mình theo Chúa và chết đi cái dục vọng tội lỗi bên trong mọi người chúng ta. Phaolô ông đã nói thế này ở trong Galati đoạn 2 câu 20 rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Một sứ đồ rất là vĩ đại và đầy ơn của Chúa, ông cũng đã phải nói rằng là tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Thưa quý mài chị em, đây là một cái con đường hay là một cái trải nghiệm mà 100% những người tin Chúa và theo Chúa đều phải trải qua hết. Không loại trừ bất cứ một ai, thưa quý mài chị em. Không loại trừ bất cứ một ai. Không phải rằng là chúng ta là có mục sư hoặc là chúng ta có một cái chức vị lớn ở trong hội thánh rồi thì chúng ta không cần phải đi qua con đường này. Nhưng mà con đường này là con đường dành cho tất cả mọi người. Từ nam cho đến nữ, từ lớn cho đến bé. Đã là một người theo Chúa thật sự thì chúng ta cần phải kinh nghiệm sự đóng đinh vào thập tự giá của Đấng Christ. Và khi chúng ta làm một cùng với Chúa ở trong sự đóng đinh như vậy thì chúng ta sẽ được đồng sống lại với Chúa trong một đời sống mới. Nếu không có sự chết ở trong bản ngã xác thịt của chúng ta thì sẽ cũng không có một sự sống lại ở trong tâm linh của chúng ta. Và Phaolô đã chép thế này ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 31 rằng: hỡi anh em, tôi chết hàng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là Phaolô mỗi ngày ông đều phải chết, không phải là chết ở trong thuộc thể của ông, nhưng mà ông chết ở trong cái bản ngã của ông, ông chết ở trong cái tôi của ông, thưa quý bà cha. Câu hỏi đặt ra đó là ngày hôm nay là môn đồ trung tín theo Chúa, chúng ta có chết hàng ngày với Chúa hay không?
Chúng ta có để cho những cái nan đề, cho những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh ở trong cuộc sống của chúng ta, nó làm chết đi cái tôi, cái tự ái, cái xác thịt nó ương ngạnh ở bên trong chúng ta. Hầu chúng ta có thể đầu phục và chúng ta kết quả ở trong sự khiêm nhường và phân phục của Chúa. Là một người theo Chúa, chúng ta nên nếm trải sự chết hàng ngày ở trong ơn của Chúa, thưa quý mài cha. Có người thì chết hàng tuần, bởi vì cớ một tuần họ đi nhóm và thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Chúa. Và khi họ cầu nguyện như vậy thì họ kinh nghiệm được cái chết ở trong cái tôi của họ, cái bản ngã sinh của họ. Có người thì chết hàng tháng, có người thì chết hàng năm, bởi vì một năm họ chỉ đi nhà thờ đúng một lần duy nhất vào trong ngày lễ Noel mà thôi. Nhưng mà tôi khích lệ quý mài cha là con cái Chúa, là người yêu Chúa, chúng ta hãy kinh nghiệm cái sự chết này ở bên trong chúng ta mỗi ngày. Hãy dành thời gian mỗi ngày để tìm kiếm Chúa quý mài cha. Hãy dành thời gian mỗi ngày để chúng ta ở riêng với Ngài, để cho Thánh Linh của Chúa, Ngài đóng đinh xác thịt tội lỗi của chúng ta ở trên thập tự giá. Quả thật rằng là khi mà xác thịt của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta nó bị đóng đinh trên thập tự giá thì nó đau đớn lắm quý mài cha. Nó đau đớn lắm. Nó cũng phải có sự chánh chiến. Nhưng mà chúng ta biết rằng là khi chúng ta đau đớn như vậy thì chúng ta sẽ được sống lại ở trong một đời sống mới. Tội lỗi nó sẽ chết đi ở bên trong chúng ta và chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự phục sinh ở trong vinh quang của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng là sự chết của Chúa Giêsu Christ cũng là đỉnh điểm của sự vinh hiển trong chức vụ của Ngài. Đây là một cái điều rất là mà khác thường, nó trái ngược lại so với lại những chức vụ của nhiều con người khác ở trên đất này. Bởi vì không có một giáo chủ tôn giáo nào lại lựa chọn cái con đường chết là một cái sự vinh hiển cho chính bản thân mình. Bởi vì đối với con người, chết là hết. Chết đó là chấm dứt tất cả mọi sự. Nhưng mà đối với Chúa Giêsu, khi mà Ngài đối diện với cái chết ở trên thập tự giá, thì Ngài khẳng định rằng là đó chính là cái giờ vinh hiển của Ngài. Chúng ta xem những lời của Ngài nói thế này ở trong Tin Lành Giăng đoạn 12, câu 23 cho đến 24. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng, giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Câu 32, còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Cảm ơn Chúa, ở đây Chúa Giêsu Ngài nói rằng là giờ đã đến rồi, đây là thời điểm mà con người sẽ được vinh hiển. Chưa thấy không ạ? Chúa Giêsu Ngài biết rõ rằng là cái chết này sẽ là một cái chết nó đầy ý nghĩa, nó đầy kết quả, nó đầy sự vinh quang và có thể hoàn tất được chương trình cứu rỗi đời đời của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Bởi vì Ngài biết rằng là đằng sau cái chết của Ngài trên thập tự giá, Ngài sẽ được sống lại ở trong sự vinh hiển, Ngài sẽ được cao trọng ở trong thiên đàng, chứ Ngài không phải chết một cái chết trong sự tối tăm và tuyệt vọng, một cái chết vĩnh biệt mọi người xung quanh Ngài. Và chúng ta thấy được qua sự chết của Chúa Giêsu Christ, có rất là nhiều con người đã được phước, nhiều con người đã được Chúa Ngài tha tội, nhiều con người đã được Chúa Ngài chữa lành, nhiều con người đã được giải phóng ra khỏi những quyền lực của ma quỷ khi mà họ đã ngửa trông lên thập tự giá của Chúa Giêsu. Bởi vì thập tự giá chính là nơi mà mọi tội lỗi của người chúng ta đã được Chúa Giêsu Ngài mang lấy. Thập tự giá là nơi mà hàng triệu, hàng tỷ tội, hàng triệu, hàng tỷ bệnh tật của nhân loại đã được chất ở trên thân thể của Ngài. Tất cả những máu mủ, những ghẻ lở, những cái bệnh nan y kinh khủng nhất của nhân loại này, Chúa Giêsu Ngài đã mang lấy trên thập tự giá. Thật sự không có thể nào có thể tưởng tượng rằng là Chúa Giêsu Ngài đã mang lấy tất cả mọi cái bệnh tật nan y mà nhân loại ngày hôm nay chúng ta đã bó tay. Những cái cùi hủi, những cái ghẻ lở của nhân loại từ sanh ký cho đến cuối cùng, Chúa Giêsu đã mang lấy hết cho con người của chúng ta. Thật sự đó là một cái sự ghê tởm, một cái sự không thể tưởng tượng được quý mài cha. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã vui lòng để mà chịu lấy, vì cớ Ngài yêu thương chúng ta. Ngài đã chọn cái chỗ ô nhơ, cái chỗ ghê tởm nhất, cái chỗ mà khủng khiếp nhất, không ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Ngài vẫn vui lòng để chịu lấy thập tự giá, kinh điều sỉ nhục. Và hiện nay Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng để cầu nguyện thế chúng ta. Và thưa quý mài cho em, thập tự giá đó chính là cơ hội để cho Chúa Giêsu Christ Ngài có được sự vinh quang như ngày hôm nay. Ngài trở thành cội rễ của sự cứu rỗi đời đời, hầu cho tất cả những ai tin cậy nơi Chúa, cầu nguyện qua danh của Ngài,
thì người đó sẽ được cứu rỗi và được tha thứ tội lỗi, được chữa lành, được phước hành ở trong tất cả mọi công việc, mọi lĩnh vực ở trong đời sống của họ. Và Ngài cũng ước ao rằng chúng ta là những người tin theo Chúa, chúng ta cũng sẽ trải nghiệm thập tự giá trên chính đời sống của chúng ta. Để trước khi chúng ta được trở thành một cái cải to lớn đến nỗi chim trời có thể đến và làm ổ ở trên nhành của nó, thì chúng ta cũng sẽ trải qua một tiến trình của hột giống lúa mì, nó phải chết đi. Quý mà chết. Chúng ta mỗi một người đều được Đức Chúa Trời Ngài đặt để những cái tiềm năng, những cái phước hành ở bên trong chúng ta. Và chúng ta cũng giống như là những hạt lúa mì đầy tiềm năng và sự sống ở trong đó. Nhưng mà nếu hạt lúa mì đó nó không chết đi, thì sự sống và tiềm năng của Đức Chúa Trời bên trong mỗi người chúng ta, nó sẽ không thể nào bày tỏ ra và kết quả được. Cho nên hạt giống lúa mì này nó phải chết, quý mà chết. Bởi vì Chúa Ngài nói rằng là nếu mà chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì nó cứ ở mình. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy có nhiều tín đồ họ tin Chúa 20 năm, 30 năm, thậm chí là 50 năm cũng không đem một người trở lại với Chúa, và đời sống của đó không bày tỏ ra phước hạnh nào của Chúa. Và điều đó Chúa Ngài thật sự không muốn. Ngài muốn cho tôi và chúng ta phải chết đi ở trong bản ngã của chúng ta. Cái vỏ bên ngoài của chúng ta nó phải chết, để cho chúng ta có thể kinh nghiệm được một đời sống mới ở trong ơn của Chúa, một đời sống dư dật và sung mãn, để chúng ta trở thành nguồn phước cho những người xung quanh của chúng ta. Câu hỏi đặt ra đó là tội lỗi nào mà tôi cần phải xử lý và giải quyết nó ở trước thập tự giá của Chúa Jesus Christ ở trong ngày hôm nay? Có cái điều gì nó khiến cho sự sống của Chúa bên trong chúng ta bị ngăn trở trong ngày hôm nay không? Có cái điều gì mà khiến cho đời sống của tôi và chúng ta bị nghẹt ngòi ở trong ơn của Chúa trong những ngày vừa qua không? Và nếu chúng ta không mang lấy thập tự giá của Chúa Jesus Christ để làm chết đi tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta sẽ không thể nào có thể vượt thắng và có thể đồng trị với Chúa ở trong những ngày sắp tới. Ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 2 câu 11 cho đến 12, lời của Chúa thế này: lời này chắc chắn lắm, ví bằng chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ sống với Ngài, lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị, nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Lời của Chúa nói với chúng ta rằng là vì ví bằng chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ sống với Ngài, nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì cũng sẽ cùng Ngài đồng trị. Có những cái tội lỗi nó thử thách chúng ta, quy mà chứ. Có đôi khi ma quỷ nó sẽ đem đến những cái sự thử thách đến cho chúng ta. Và nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì chúng ta sẽ được cùng cai trị với Chúa Jesus Christ ở trong cái nơi trên trời. Đời sống của chúng ta sẽ đắc thắng. Chúng ta sẽ vượt được những cái sự thử thách tưởng chừng như rằng là chúng ta không thể nào có thể vượt qua được bằng sức riêng của chúng ta. Nhưng mà điều đó nó đến là bởi vì cớ chúng ta đã chịu thử thách nổi cùng với Chúa. Chúng ta trung tín theo Chúa và sẵn sàng để chịu chết ở trong những cái tội lỗi của chúng ta, cùng chết với Chúa Jesus Christ, cùng chịu cái sự sỉ nhục cùng giống như Chúa Jesus, thì chúng ta sẽ được sống với Chúa. Chúng ta sẽ được mặc lấy sự sống của Chúa Jesus Christ và sống một đời sống mới đắc thắng. Để minh họa cho điều này thì tôi xin được phép chia sẻ một clip ngắn ở trên máy của tôi để quý vị có thể nhìn thấy được rằng là cái phước hạnh của một người khi mà theo Chúa và phát thập tự giá theo Chúa nó sẽ như thế nào, trong vòng có 2 phút thôi quý vị.
Dạ, cảm ơn quý vị đã xem clip vừa rồi. À, chúng ta thấy được ở trong clip vừa rồi có một cái nhân vật lúc đầu được mang thập tự giá đi theo Chúa cùng với các môn đồ của Chúa khác. Tất cả mọi người đều có một cái thập tự giá ý như nhau cả. Nhưng mà cái người này sau khi một thời gian đi theo Chúa và vác thập tự giá nó nặng như vậy đó, thì người này đã nảy ra một ý tưởng, đó là mình sẽ cưa bớt cái thập tự giá lại. Và cứ mỗi lần mà anh cưa bớt cái thập tự giá của anh như vậy, thì anh cảm nhận được cái thập tự giá của anh nó nhẹ hơn và anh có thể đi theo Chúa dễ dàng hơn. Nhưng mà đến khi mà cả đoàn người đó đến ngay cái vực sâu, thì những người mà vác thập tự giá lớn đó, thì họ đã có thể dùng cái thập tự giá đó trở thành một cái con đường bắc ngang qua cái vực sâu đó, và ai cũng qua được hết bằng thập tự giá của chính họ. Nhưng mà riêng anh này thì bởi vì cớ đã cắt bớt cái thập tự giá của mình, cho nên là thập tự giá này nó quá ngắn và không thể nào trở thành một cái con đường cho anh có thể vượt qua được cái hố đó. Cái clip này đã dạy dỗ cho tôi một điều rằng, đó là khi chúng ta theo Chúa, chúng ta mang lấy thập tự giá của chính chúng ta. Có thể lúc ban đầu chúng ta phải chịu rất là vất vả, mệt mỏi và nặng nề ở trong tinh thần lẫn thể xác, bởi vì nhiều cái nan đề nó dồn dập nó xảy ra trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta trung tín theo Chúa với cái nan đề đó, quý mài cha, chịu cho thập tự giá trở thành một phần ở trong đời sống của chúng ta, thì đến cái lúc mà chúng ta đối diện với cái thử thách như là hố sâu đó, thì chúng ta sẽ có thể vượt qua được nhờ cái thập tự giá mà Chúa ban đó. Đợt dịch vừa rồi cũng là một cái thử thách rất là lớn cho nhiều con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Có nhiều người họ đã vượt qua được đợt dịch vừa rồi với một sự phước hạnh sung mãn, tràn trề dư dật. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó cũng có nhiều con cái Chúa họ đã vấp ngã, thối lui và mất đức tin ở trong Chúa, bởi vì cớ dịch nó quá lớn. Tôi nhận biết rằng cái đợt dịch COVID vừa rồi nó chỉ là một cái bài test thử nghiệm cho đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta trung tín theo Chúa với cái thập tự giá của chúng ta từ lúc bắt đầu, thì chúng ta sẽ vượt qua đợt dịch vừa rồi nó rất là dễ dàng, và kết quả trở thành phước hạnh cho chúng ta và cho nhiều người khác. Nhưng nếu chúng ta không có thập tự giá từ lúc ban đầu mà Chúa ban chúng ta, thì chúng ta khó có thể nào vượt qua được đợt dịch COVID-19 lắm. Tôi ước ao rằng buổi tối hôm nay, mỗi cơ đốc nhân chúng ta đang nghe chương trình này, chúng ta cũng sẽ có một quyết định để chúng ta tái xác nhận lại niềm tin của chúng ta nơi Chúa, tái xác nhận lại cái giao ước của chúng ta với Ngài, để chúng ta có thể trở lại với Chúa ở trong tình yêu ban đầu. Chúng ta sẽ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho con, bởi vì cớ con đã bỏ mất thập tự giá mà Chúa ban cho con lúc ban đầu. Có cái điều gì mà quý bà chị em còn tiếc nuối khi chúng ta theo Chúa không? Có cái điều gì mà nó ngăn trở anh chị em đi theo Chúa không? Có cái tổn thương nào, có cái sự thù hận nào nó khiến cho quý bà chị em cảm thấy ngại ngùng khi theo Chúa không? Tôi khích lệ quý bà chị em, mỗi người chúng ta hãy trả lời thành thật với Chúa. Đừng để cho con người nào đó trở thành một cái ngăn trở lớn cho đức tin của chúng ta. Đừng để cho một cái món lợi tài chánh nào đó nó trở thành một cái gánh nặng khiến chúng ta không thể nào làm vui lòng Chúa và theo Chúa. Đừng để cho một cái tổn thương nào nó làm cho chúng ta không còn nhìn thấy Chúa trong đời sống của chúng ta nữa, quý bà cha. Nhưng mà hãy nhìn vào Chúa Giêsu Christ. Ngài chính là đấng vui lòng chịu thập tự giá, và Ngài đã làm hài lòng Cha, cho dẫu rằng chung quanh Ngài có rất là nhiều người họ khinh chê Ngài, chê bai Ngài, nhổ nước bọt lên mặt Ngài, họ chửi thề, họ nói tục, họ đấm, họ vả vào mặt Chúa, rồi họ lấy giáo đâm vào hông của Ngài, nhưng mà Ngài vẫn có thể tha thứ được cho những người như vậy. Xin Chúa Ngài cho tôi và chúng ta trong mùa thương khó này, chúng ta cũng mặc lấy tấm lòng và tấm tình của Chúa Giêsu Christ, để chúng ta có thể khinh điều sỉ nhục, và chúng ta có thể nhìn chấm xem Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng đức tin của chúng ta. Chúng ta không để cho những cái nan đề hoàn cảnh chung quanh của chúng ta nó là trở ngại nữa, nhưng mà chỉ có Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng kêu gọi chúng ta, Ngài chính là trọng tâm trong đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng. Hãy vác lấy thập tự giá của quý mài cha.
Thật ra giá của quý bà cha em có thể đó là một cái người nào đó ghét ông bà cha em. Thậm giá của ông bà cha em có thể là một cái người nào đó họ thù ông bà cha em. Người hàng xóm của quý bà cha em là người không tin Chúa, có thể là thập giá của quý vị. Hoặc là có một cái nan đề nào đó nó rất là nặng nề trong đời sống của quý bà cha em, như là một món nợ khổng lồ mà quý bà cha em không thể nào trả nổi trong những ngày vừa qua. Và Chúa Giê-xu ngày vẫn bắt ông bà cha em phải mang lấy điều đó. Nếu vì cơ Chúa, ông bà cha em chịu nổi được cái gánh nặng đó, quyết định đi theo Chúa, không vì cái nan đề đó mà chúng ta thối lui, thì tôi tin chắc rằng là sẽ có một thời điểm Chúa sẽ đem quý bà cha em ra khỏi nan đề đó, và Ngài sẽ ban phước cho quý bà cha em. Ngài sẽ khiến cho cái nan đề đó trở thành phước hạnh cho quý bà cha em. Cảm ơn Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13 cho đến 14, lời của Chúa Giê-xu nói rằng là hãy vào cửa hẹp, vì có rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Xong cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được ít. Theo Chúa đó là một con đường hẹp. Theo Chúa đó là con đường của sự thương khó và hy sinh, phải trả giá. Nếu chúng ta chịu nổi và chịu hấp nổi với Chúa, chúng ta sẽ đến được sự sống và kinh nghiệm được sự dư dật sung mãn ở trong đời sống của chúng ta. Tôi xin đọc câu kinh thánh cuối cùng cho sứ điệp buổi tối hôm nay, được chép ở trong sách Roma đoạn 6 câu số 13. Từ câu 12 cho đến câu số 13 như thế này. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Sứ đồ Phaolô đã khích lệ chúng ta rằng là đừng có để cho tội lỗi nó cai trị trong xác thịt hay chết của chúng ta, và đừng có chiều theo tư dục nó, nhưng mà hãy dâng thân thể của chúng ta như là một đồ dùng cho Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu Christ, Ngài được phép sử dụng đời sống của chúng ta để làm theo ý muốn của Ngài mà thôi, quý mạng cha. Trong mùa thương khó này, chúng ta hãy vứt bỏ đi tất cả những tội lỗi, những cái gì đó vấn vương trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể theo Chúa cho đến cuối cùng. Còn có nghiện ngập nào, còn có một cái sự khoái lạc nào nó lôi kéo quý mà cha em trở lại với thế gian này, tôi nài xin anh chị em chúng ta hãy trở lại với Chúa. Hãy quỳ gối xuống trước thập tự giá Chúa Jesus Christ và nói với Chúa rằng lạy Chúa, xin hãy cứu con và cho con được kinh nghiệm một sự giải phóng, giải thoát ra khỏi cái sự cám dỗ tội lỗi này. Bởi vì chỉ có thập tự giá Chúa Jesus Christ, Ngài mới ban cho con thêm ân điển và sức mạnh để con vượt thắng được những cái sự ham muốn thấp hèn đó của thế gian. Xin Chúa Ngài giúp cho mỗi người chúng ta có thể tái dâng thân thể của chúng ta trở lại ở trong bàn tay đầy thương xót của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm một đời sống mới ở trong ơn của Chúa. Và đừng chỉ khóc cho Chúa Giê-xu mà thôi, quý bà cha em, hãy khóc cho chính mình, hãy khóc cho con người của chúng ta vẫn chưa được sự thăm viếng của Chúa, vẫn chưa được sự thay đổi của Chúa. Cầu xin Chúa Ngài đổ đầy tình yêu ân điển của Ngài ở trên mỗi người chúng ta ở trong mùa thương khó này, hầu chúng ta được trở nên một con người đầy ơn của Chúa và tươi mới ở trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Tôi xin phép cầu nguyện giờ phút này. Lạy Chúa yêu dấu chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài yêu thương chúng con và Ngài đã chiều lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và Ngài đã hy sinh cho tội lỗi của chúng con cho đến giọt máu cuối cùng ở trên thập tự giá. Cảm ơn Chúa Giê-xu bởi vì đó là tình yêu tuyệt vời mà Chúa bày tỏ với chúng con. Không có một giáo chủ nào, không có một con người nào ở trên thế gian này sẵn sàng để chết thay cho tội lỗi của cả nhân loại như vậy. Nhưng mà chỉ có mình Ngài Chúa Giê-xu ơi, Ngài đã chịu chết một cách đau đớn và nhục nhã như vậy. Không phải là Ngài chết vì có tội lỗi của Ngài, nhưng mà Ngài chết vì có tội lỗi của chúng con. Và Chúa ơi, chúng con là những người tin nơi Chúa, chúng con nói với Chúa rằng chúng con yêu mến Ngài. Và nguyện tình yêu của Chúa Ngài chan chứa trong lòng chúng con. Nguyện huyết của Ngài đã đổ ra trên thập tự giá 2000 năm về trước cũng bao phủ chúng con, tẩy sạch linh hồn và thân thể chúng con ngay giây phút này, để chúng con được trải nghiệm sự tha thứ và sự giải cứu của Chúa cho linh hồn chúng con trong mùa thương khó phục sinh này. Hầu cho mỗi người chúng con ai nấy cũng đều được sự phước hạnh của Chúa qua huyết báu của Chúa Giê-xu Christ đã đổ ra, mà tội lỗi chúng con được tha thứ, bệnh tật của chúng con được chữa lành, và thân thể của chúng con được giải phóng ra khỏi những sự áp bức của ma quỷ. Lạy Chúa Giê-xu, con xin Chúa Ngài dùng quyền năng của huyết Ngài
để bao phủ tâm trí chúng con, chữa lành cho tâm linh của chúng con và giải phóng thân thể của chúng con sạch khỏi tất cả những cái điều ô nhiễm của tội lỗi cũng như là những sự hoành hành của bệnh tật. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ of Nazareth, con công bố sự chữa lành của Chúa đến ở trên thân thể và linh hồn của quý bà cha em con giờ phút này, là những con cái Chúa đang lắng nghe và theo dõi chương trình này từ xa qua internet. Nguyện xin cánh tay thánh của Đức Chúa Jesus Christ hãy chạm đến chữa lành cho linh hồn và thể xác chúng con giờ phút này. Bởi lần đoan của Chúa Jesus đã chịu mà tất cả chúng con đã được Chúa chữa lành. Ôi lạy Chúa, xin cũng hãy chữa lành cho linh hồn của chúng con nữa Chúa ơi. Có những cái tật nguyền nào, có những cái thói hư tật xấu nào nó khiến cho linh hồn chúng con bị què quặt và không thể bước đi theo Chúa trong những ngày vừa qua, mệt mỏi và nặng nề không thể làm thêm muốn của Chúa được, thì xin ơn của Chúa và sự thương xót của Ngài cũng đến ở trên linh hồn của chúng con giờ phút này. Xin nâng đỡ chúng con để chúng con được trỗi dậy và tiếp tục bước đi và đắc thắng ở trong danh Chúa Jesus Christ, và cho chúng con được kinh nghiệm một sự chết ở trong cái tôi bản ngã tội lỗi của chúng con, và chúng con được kinh nghiệm một đời sống mới ở trong Chúa, một đời sống được tái sanh và được đổ đầy Thánh Linh của Chúa sau khi chúng con đã đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Ngài ở trong danh Đức Chúa Giêsu. Còn cảm ơn Chúa, còn dâng tất cả mọi sự vinh quang, ngợi khen, chúc tụng, quyền năng, oai nghi thuộc về Ngài. Chúa ơi, Ngài xứng đáng được vinh hiển ở trong tất cả mọi điều mà chúng con làm trong buổi tối này, và chúng con ngợi khen Chúa Giêsu. Chúng con cùng nhận hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý bà chị em đã lắng nghe. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả quý bà chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, xin cảm ơn một sư cô anh Tuấn rất là nhiều ạ. Đã có bài học chúng ta cùng hội người Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Và có lời cầu nguyện dâng tạ ơn Chúa cũng như là dâng được thánh của sư cô anh Chúa và công việc người Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa luôn tai lắng nghe và nhận lời cầu nguyện của tôi tới ngài. Tạ ơn Chúa thật là nhiều bài học hôm nay. Chúng ta đã học biết qua tối tối của ngài với chủ đề là bác Phật trực giá. Cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp chúng con để chúng con có thể vác thập tự giá như theo Ngài. Xin Chúa cất ly khỏi chúng con tất cả những gì đang còn vướng bận trong đời sống của chúng con và giúp cho chúng con sẵn sàng để vác thập tự giá theo Ngài và chăm xem Đức Chúa Giêsu là sự hữu và cuối cùng của đức tin. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Xin cảm ơn mục sư Tân Anh Tuấn ạ. Nguyện Chúa ở cùng ban ơn và thiên sức trên đời sống của quý vị của mục sư ạ. À.